Vâng, thực ra tôi có cũng cảm ơn. Ta đang ở đâu? Không biết. Trông có vẻ mắc điên. Nhưng như thế là vi phạm IP đúng không? Tôi không đùa đâu. Tôi nghe đồn về anh rồi. Anh phá hỏng mọi thứ. Anh nên cảm ơn tôi vì đã lôi anh ra khỏi cái hố phân đấy. Chú ơi, gã chó sói. Sẵn sàng bình tĩnh lại chưa? An nghỉ nhá.